Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với những tin tức mà Ba Giây vừa cập nhật về sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Ba Giây vừa đọc được chia sẻ của một vị khán giả vô cùng đẫm máu cà khịa và sẽ khiến cho rùi phải nín thinh trong cái sự ức chế. Cụ thể như sau. Một khi ba tao nói tao là con ruột thì tao là con ruột. Khi nào mà ba tao muốn từ tao thì gửi đơn lên tòa án. Tòa án sẽ ra quyết định ba tao từ tao thì tao mới không còn là con của ba tao. Còn mày và mẹ mày, hai mẹ con có đầu thai ngàn kiếp cũng không có quyền và cũng không đủ tư cách để nói tao là con ruột hay là con nuôi. Kính thưa quý vị, hiện tại việc sao kê và con nuôi là hai cái vấn đề được những ai đang theo dõi drama này rất là quan tâm. Nếu mà phe phản diện cố công đánh tráo khái niệm hòng chứng minh con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi của cha ruột của mình để mà hạ bệ công kích vào danh dự của con gái của cố nghệ sĩ. Những cái người này chỉ toàn làm những cái điều hại người và trái đạo đức. Thì ngược lại, ở phía các khán giả ủng hộ cho con gái của cố nghệ sĩ thì chỉ trông chờ rồi là hỗ trợ sao kê giúp con gái của cố nghệ sĩ là được. Đây là động thái được cho là vô cùng cần thiết để lấy lại danh dự cho cố nghệ sĩ và lòng tốt của khán giả. Những cái số tiền phúng điếu, tiền kiếm được trong cái việc lợi dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ đã được rồi sử dụng trong suốt thời gian vừa qua cần phải được là trả lại cho con gái của cố nghệ sĩ để con gái của cố nghệ sĩ đưa về đúng vị trí của nó, đúng với mục đích sử dụng ban đầu của nó. Còn cái việc con gái của cố nghệ sĩ muốn trả lại cái số tiền đã cho khán giả thì chúng ta cũng nên ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ. Con gái cố nghệ sĩ cũng muốn cha mình không mắc nợ trần gian để cha được ra đi thanh thản. Có một số ý kiến được khán giả để lại nói rằng là nhận lại tiền đã phúng điếu cho người đã khuất thì theo tâm linh sẽ không may mắn. Cho nên dùng cái số tiền đó làm từ thiện thì hợp lý hơn. Và Ba Giây cũng thấy đây là một cái ý kiến hay bởi vì cái hành động này cũng có thể là hồi hướng công đức đến cho cố nghệ sĩ. Và chắc phía con gái của cố nghệ sĩ cũng đã có cái suy nghĩ về cái vấn đề này. Nhưng mà để thực hiện được thì cần có cái sự sao kê của rùi. Và cũng vì hai cái chữ sao kê mà rùi đã tạo ra vô vàn sóng gió ở trên không gian mạng bám vào cái vấn đề con nuôi. Để bà tạo ra hàng trăm hàng vàng các cái cớ để bà dồn con gái của cố nghệ sĩ vào đường cùng, đẩy con gái của cố nghệ sĩ danh phận là đứa con bất hiếu, đúng hơn là muốn con gái của cố nghệ sĩ trở thành một đứa con nuôi bất hiếu, để cho rùi và Bạch Lục Từ Đường lên tòa khai trừ quyền thừa kế của con gái của cố nghệ sĩ tại tòa. Bao nhiêu tháng ngày qua, về phía của rùi cất công làm mọi thứ, tìm mọi lý do, rồi bịa đặt hàng tá thông tin ảo, đăng tải tràn lan ở trên không gian mạng để mà thu hút dẫn dắt dư luận, đánh tráo khái niệm, dùng hết mọi cái sự lương lẹo của mình chỉ để là đạt được mục đích bêu xấu con gái của cố nghệ sĩ và tránh né sao kê. Nào là cắt ghép các cái đoạn nói chuyện cố nghệ sĩ và ngáo ngáo soạn giả tạo dựng thành một cái câu chuyện không có, đẩy con gái của cố nghệ sĩ trở thành một đứa ăn cắp tiền của cha mình. Nào là thuê báo chí và những cái phóng viên bẩn viết bài. Nào là kiện con gái của cố nghệ sĩ ngay khi có thể, lý do gì cũng được, chỉ cần kiện được là kiện, kiện bất chấp, dù biết cái tỷ lệ thắng bằng không vẫn là kiện, miễn con gái của cố nghệ sĩ không được yên ổn là được. Rồi đến khi không còn kiện được con gái cố nghệ sĩ nữa, thì rồi công kích qua cả cậu năm của mình, nói cậu mình là người thuộc cộng đồng LGBT, nói cậu mình hiếm muộn, và chấn động nhất là vừa rồi, một cái nhóm kính đã bị phơi bày và một cái bài viết khẳng định ngầm là con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi. Dù biết là những thứ vô tri kia khó mà ảnh hưởng đến là con gái của nghệ sĩ, nhưng mà rùi cứ là mụ mị lún sâu vào cái dũng bùng ngu si của mình.
bỏ biết bao nhiêu là tiền và những cái điều vừa rồi, chấp nhận có thể là mất cả sự nghiệp, mất hết tương lai, rồi mặc kệ hết tất cả, miễn sao là khiến cho con gái của cố nghệ sĩ bất an mỗi ngày là được. Đúng là phải nói là thâm độc. Có một chia sẻ, và Ba Giai cũng vừa đọc được từ mạng xã hội, xin phép được là chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn. Lời chia sẻ như sau. Cứ tưởng là cô ca sĩ họ Lê sẽ im lặng vài ngày khi mà cái nhóm chat kín do cô ta chỉ đạo bị phơi bày. Nhưng mà không, cô ca sĩ của chúng ta dường như đã sắp hết thời gian, cho dù cái đám lâu la của cô ta có bị là tấn công ở trên mạng xã hội, nào là bị hack face, nào là xóa nhóm, nào là lên bài để mà bưng biến, thì các cô ca sĩ họ Lê lại đưa ra một cái quyết định theo thuyết âm mưu gọi là ngu bền vững. Cô ca sĩ họ Lê đã là chia sẻ một cái bài báo nói về cái vấn đề con nuôi của con gái của cố nghệ sĩ. Tác giả của bài báo mới đăng tải một số nội dung về cái vụ kiện ngu đần nhất ở lịch sử là đứa cháu họ ngoại kiện con gái ruột để mà tranh giành tài sản. Theo như án lệ từ vụ án từ con nuôi thừa kế tài sản nghìn tỷ của một cái chủ lò bún, thì các cô con gái nuôi của bà chủ lò bún vẫn được là thừa hưởng tài sản theo hàng thừa kế thứ nhất. Các em của bà vẫn đưa đơn kiện ra tòa nhưng mà vẫn là không thể thắng kiện vì chỉ ở hàng thừa kế thứ hai. Và cái vấn đề này nằm ở cái chỗ là cái cô con nuôi đang ở tận Bình Đức khi mà mẹ nuôi mất thì mới về chịu ta. Như vậy thì theo luật hiện hành thì con nuôi và con ruột vẫn là nằm chung cái hàng thừa kế thứ nhất. Em ruột và cháu ruột nằm ở hàng thừa kế thứ hai. Và quan trọng là cháu ruột mà người chết phải là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Còn bản thân của rồi thì chỉ là người thuộc hàng thừa kế thứ ba mà thôi. Chừng nào tới lượt của rồi hạ rồi. Nghiên cứu đi cô ca sĩ họ Lê. Hãy nghiên cứu cho kỹ luật vào để mà thấy mình khờ, mình dốt như thế nào. Thuê báo viết bài đã khuyên rồi, thê đứa nào viết bài hay tí. Chứ có một cái bài báo mà sửa nội dung tới 4-5 lần đến khi chốt vấn đề thì dường như là nó không còn cái ý nghĩa gì cả. Vì một tác giả viết báo mà khi độc giả họ phản ứng thì lại sửa bài. Vậy thì uy tín và tôn nghiêm của tác giả bài báo đó nằm ở cái chỗ nào? Đợt trước thì thuê con báo 20k, đợt này thì đã thuê báo khác được bao nhiêu? Nhà báo mà viết bài về bị đơn thông qua chia sẻ từ nguyên đơn thì phải nói là hài quá hài, làm báo chứ không phải là làm hài nha tác giả. Một lần nữa xin nhắc lại, sao kê là một cái vấn đề cần thiết và làm cái việc cần làm duy nhất để mà chứng minh cho cô đó, cô ca sĩ họ Lê à. Hãy chứng minh bằng cái hành động chứ đừng chứng minh bằng cái mồm hay là cái chiêu trò dẫn dắt dư luận. Đừng cố làm những cái chuyện ngu xuẩn để mà chứng minh cho mọi người biết các bạn phe cô ca sĩ họ Lê là ngu xuẩn bẩm sinh hay là do ngu cho các bạn liên tục. Chúng tôi biết các bạn như thế nào, cho nên là cứ sao kê rồi hãy nói chuyện. Và vừa rồi là những lời chia sẻ của một vị khán giả thể hiện rõ nét cái sự là hoàn toàn không ủng hộ rồi. Kết nhất là cái câu chốt của khán giả này, chúng tôi biết các bạn như thế nào, cho nên cứ sao kê rồi hãy nói. Một cái câu nói đi thẳng vào lòng của cộng đồng mạng. Thời gian này, dạo một vòng ở trên mạng xã hội thì chúng ta có thể thấy là trên Facebook cứ 100 hội nhóm thì chỉ có là một hội nhóm là tạm gọi là ủng hộ cho rồi mà thôi. Còn riêng về YouTube thì chỉ có mỗi cái kênh là ngáo ngáo soạn giả và cái kênh rùi và các kênh của những cái con cần cần là lên những cái bài ủng hộ cho rồi. Còn lại tất cả là đều ủng hộ cho con gái của nghệ sĩ. Một người, hai người nói thì có thể là do họ là chủ quan về nhận định. 10 người, 100 người, 1.000 người đều chỉ dư luận lên bạn thì chắc chắn là bạn đã có một cái vấn đề. Mới đây thì trên mạng xã hội xuất hiện một cái công văn thông báo từ Ủy ban Nhân dân gửi đến cho Tòa án Nhân dân quận. Trên công văn có nêu cụ thể thông tin đăng ký nhận con nuôi của cố nghệ sĩ. Và đứa bé được nhận là chính là con gái của cố nghệ sĩ. Một thông tin đắt giá trên công văn đó chính là ngày công nhận ngày 21 tháng 3 năm 1992. Ở cái phần thông tin của cố nghệ sĩ, công văn thể hiện cái mối quan hệ với con gái của cố nghệ sĩ là
cha nuôi, lý do nhà con nuôi là hiếm con. Như vậy là cái chuyện gì đang diễn ra? Chúng ta hãy cùng phân tích nghe quý vị. Kính thưa quý vị, nhìn qua những cái thông tin ở trên tờ Công Dân được đăng tải ở trên mạng xã hội, nhiều khán giả lại bắt đầu là hoang mang. Ôi, chẳng lẽ là con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi thật sự hay sao? Rồi tài sản của cô ta thì sao? Yên tâm nha quý vị, hiện tại thì cái Công Dân này chưa có bất kỳ một cái sự thẩm định nào từ cơ quan chức năng cả, cho nên cái chính xác ở mức 50-50. Cho dù trong cái tình huống đây là cái sự thật thì cũng chẳng có cái gì đáng quan tâm cả. Vì mà nếu những cái thông tin ở trên là thật đó thì có nghĩa là con gái của cố nghệ sĩ vẫn là cái đứa con đầy đủ tính pháp lý của cố nghệ sĩ và đủ quyền làm con và có quyền thừa kế số 1, quyền thừa kế cao nhất. Mẹ con có rồi thì vẫn trắng tay mà thôi. Còn về cái vấn đề gì sao ở trên Công Dân lại ghi là cố nghệ sĩ là cha nuôi của con gái của mình thì có hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó thì chúng ta cứ tạm thời nghĩ rằng là con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi thật đi. Tình huống thứ hai là con ruột. Nhưng mà theo thủ tục đó thì phải ghi là con nuôi để bà hợp thức hóa, làm giấy khai sinh. Vì cái thời điểm đó thì con gái của cố nghệ sĩ đã không có mẹ. Kính thưa quý vị, ở cái tình huống thứ nhất đó thì con gái của cố nghệ sĩ là con nuôi, cái điều này bà Giai chỉ liệt kê ra cho đầy đủ tình huống và khách quan tí thôi. Chứ khả năng này thì không cao lắm. Có thể thấy là con gái cố nghệ sĩ có quá nét nhiều giống cha, gương mặt thì rất giống các người chị gái ở trong nhà của họ Võ. Thậm chí là cái nét mặt nụ cười của con gái cố nghệ sĩ có nhược điểm giống, rất giống là bà Lục Từ Đường Hoàng Nghiệt kia. Với lại chưa bao giờ nghe cố nghệ sĩ nói con gái mình là con nuôi. Thế nên cái tình huống mà con gái cố nghệ sĩ là con nuôi, tỷ lệ phần trăm xảy ra rất là thấp. Tình huống thứ hai, nghi cố nghệ sĩ là cha nuôi để hợp thức hóa thông tin, làm giấy khai sinh. Tình huống này cái khả năng xảy ra rất là cao. Vì cái ngày nhận con gái của cố nghệ sĩ cũng chính là cái ngày làm giấy khai sinh. Thêm một vị luật sư, anh Nguyễn Gia Diệt đã phân tích tình huống này như sau. Con gái của cố nghệ sĩ, con nuôi hay là con ruột của cố nghệ sĩ, bài báo ở trong cái thời gian ngắn đã sửa 3 lần, tôi cũng nghĩ thông tin là tin chính xác. Ai dè lại như thế này. Cái câu hỏi được đặt ra là hồ sơ nhận con nuôi của cố nghệ sĩ không còn, tức là có thể là bị thất lạc. Hay là hồ sơ không có, xin hãy là trả lại giùm. Hồ sơ không có thì con gái của cố nghệ sĩ là con ruột. Con ruột thì đương nhiên không làm hồ sơ nhận con nuôi. Thì kiếm làm gì cái hồ sơ nhận con nuôi đó? Khi mà tòa án nhân dân là gửi các cái yêu cầu về Ủy ban dân quận cung cấp hồ sơ con nuôi của cố nghệ sĩ, rồi khi kiếm mà không có thì Ủy ban nhân dân quận cho biết là hồ sơ không còn lưu trữ tại quận. Thực tế tôi thấy ngoài đời có 3 trường hợp cái kiểu này mà bạn bè của tôi cũng có làm hoài. Nhiều bạn nhờ đẻ rồi ôm con về nuôi thì có 3 trường hợp khai sinh cho bé như sau. Thứ nhất là bỏ trống tên mẹ, ghi tên cha thôi và ghi con nuôi. Thứ hai là nói với các bộ hộ tịch là đi chơi lấy 7 cái con nhỏ có bầu, nó đẻ vào con là con ruột nhưng mà không biết mẹ nó tên gì. Tình huống thứ ba là nói là con xí được, con lụm được, làm thủ tục nhận con nuôi. 3 trường hợp điều trên đều là con ruột, nhưng mà vì cái thủ tục cho nên là phải là ghi là con nuôi. Và không biết là cố nghệ sĩ đã làm trong 3 cái trường hợp này là trường hợp nào. Sau khi xem giấy khai sinh của con gái cố nghệ sĩ thì chỉ ghi tên cha, không có tên mẹ, không ghi con nuôi. Thì có thể là nghiêng về cái trường hợp con ruột, như kiểu người đâu gặp gỡ làm chi, rồi ôm con giao cho cha, xong mẹ đi biệt tích. Nghe nói là sinh năm 1987, nhưng mà con gái của cố nghệ sĩ làm khai sinh trễ ở năm 1992, thì thủ tục sẽ có chút rắc rối, nhưng mà đã có khai sinh là hợp pháp rồi. Nói gì thì nói, con ruột hay con nuôi đều pháp lý của con gái của cố nghệ sĩ, đều chính danh, đều hợp pháp. Con gái của cố nghệ sĩ thừa kế tài sản hợp pháp. Con gái của cố nghệ sĩ là con hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ thì cô sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cố nghệ sĩ khi ông qua đời. Dù con nuôi hay là con ruột không quan trọng, nó không thay đổi vị trí luật định của con gái của cố nghệ sĩ. Vậy cho phòng công chứng căn cứ vào đâu để mà làm thủ tục? Phòng tài nguyên môi trường
căn cứ vào đâu để bà đổi chủ sở hữu trên sổ hồng cho con gái của nghệ sĩ. Không hiểu là theo nguyên đơn, tức là rồi cứ là lấn cấn con nuôi hay là con ruột để làm gì. Khi mà không thể nào mà đảo lộn được cái vị trí luật định của con gái của nghệ sĩ. Vừa rồi là lời nhận định của một luật sư quá rõ ràng, con gái của cố nghệ sĩ vẫn là con ruột, chỉ vì thủ tục cho nên là phải ghi như thế để mà hợp thức quá mà thôi. Hiện tại thì bà Gia nghĩ rằng chúng ta cứ tạm thời tin theo ý phân tích này là được. Còn rồi có nói gì hay có làm gì thì kệ, chỉ cần họ sao kê thôi. Mấy cái chuyện khác thì không quan tâm. Trên công văn có một cái thông tin đáng chú ý khác, đó là nói là cố nghệ sĩ hiếm con. Không hiểu là cái từ hiếm con này sẽ được là hiểu tương tự với cái nghĩa hiếm muộn hay là không. Mà tại sao là không để cái từ hiếm muộn cho chính xác, cho sát nghĩa, mà lại là để cái từ là hiếm con, hay là hiếm con là cái cụm từ được quy định sử dụng cho các loại giấy tờ này. Thôi kệ, cứ tạm hiểu là hiếm muộn đi. Và để tìm ra sự thật là cố nghệ sĩ có hiếm muộn hay là không thì chúng ta sẽ liên hệ đến cái câu nói của Ni từng nói rằng là mẹ con gái của cố nghệ sĩ sinh khó đã qua đời khi cô ta chào đời. Là một người cha cho nên cố nghệ sĩ đã mang con gái về nhà để nuôi. Và trước đó theo một cái lần chia sẻ của cô Diệu Hiền cũng đã từng khẳng định cố nghệ sĩ từng có một đứa con trai nhưng mà người con ấy đã không ai qua đời vào năm 4 tuổi. Như vậy thì cái chuyện cố nghệ sĩ hiếm con hay là hiếm muộn cũng khó xảy ra. Và nếu công văn này là thật, đây cũng rất là có thể thông tin để hợp thức quá mà thôi. Và kính thưa quý vị, và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.